ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong bàn hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một chút lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Tình mình đẹp mãi dưới rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh. Rồi mình xin hôn chúc xin trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Dù nghèo cuộc sống có ai bằng ta. Ông cha chúng ta có nói một câu rất là ngắn gọn và rất là sâu xa, đó là quý vị muốn giao những trọng trách đó đến cho người có tóc hay là không có tóc, phải không quý vị? Rất là ngắn gọn và rất là sâu xa. Một lần nữa, tất cả mọi thắc mắc, mọi tham khảo, quý vị chuẩn bị về gọi về miễn phí dễ nhớ 1-800 và số miễn phí khác nữa, đó là 1-800 và số phương dễ nhớ 714-222 hai những khuôn mặt đẹp trai đẹp gái và của tất cả các anh chị em đồng giả email số vô license number ở website www.ongmatdao.com. Cơm thơm nhiều nó chắc nha quý vị. Mày của không có Thái Lan đây là chỉ chấm nước mắm nữa. Vâng, và chúng tôi về có bằng địa ốc số 0085947 và bằng loan số 0 3 4 4 4 7 7. Thưa quý vị, chính vì làm lâu năm rồi thành ra văn phòng có rất là nhiều chương trình tài trợ, cái tài trợ đặc biệt khác nhau thưa quý vị, trong nhiều hoàn cảnh, nhất là những hoàn cảnh mà quý vị thấp lương, thấp W2, tax return thấp, quý vị làm chủ thương mại, chủ shop nail, chủ business, quý vị đừng ngần ngại, xin mắt cho bạn bè, thân nhân, bằng hữu đã bị từ chối nhiều, nếu băng lender khác sẽ gọi ngay cho Thomas Dow, thưa quý vị, số miễn phí dễ nhớ 1-800 tiền lời, và số địa phương 714-222-222, chứ, hài hước tiền cuối. Quý vị đừng ngần ngại, gọi từ sáng sớm cho tới đêm khuya, 7 ngày một tuần, kể cả Saturday, kể cả Sunday, July 4 day, Christmas day, New Year day, vân vân, từ sáng đến tối, tàn tật. Cảm ơn quý vị. Và sau đây, Thomas Đào xin giới thiệu Thomas Lương. Cảm ơn anh Thomas Đào. Thomas Lương xin gửi lời kính chào đến toàn thể quý vị và đang lắng nghe đài. Và xin gửi lời kính chúc cho tất cả quý vị có những ngày cuối tuần bên gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị, căn nhà đầu tiên Thomas Lương xin giới thiệu đến quý vị là căn nhà thành phố Garden Grove. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1360 square feet, lot size 7300 square feet, giá 799.000. Căn nhà ở thành phố Westminster, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng 1930 square feet, lot size 6000 square feet, giá 990.000. Và tiếp theo là căn nhà ở thành phố Anaheim, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 square feet, lot size 1800 square feet, giá 839.000. Căn nhà thứ nhì ở thành phố Anaheim, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1460 square feet, lot size 7350 square feet, giá là 775.000. Và một cái duplex ở thành phố Anaheim, thưa quý vị, căn phía trước là 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, căn sau là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá là 800.000. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng gọi cho Thomas Lương ở số 714-766-2566. Và tiếp theo là thành phố Stanton, một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1 square feet, giá 749.000. Căn nhà ở thành phố Puno Park, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1360, giá 774.000, thưa quý vị. Căn nhà ở thành phố Torrance, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1300 square feet, lot size 5400 square feet, giá 877.000. Căn nhà ở thành phố West Covina, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1200 square feet, lot size 9200 square feet, giá 690.000. Và căn nhà ở thành phố Covina, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1650 square feet, giá 785.000. Nếu quý vị có những nhu cầu mua hoặc là bán ở khắp
Sóc County, từ Ventura County, Orange County, San Bernardino, Riverside, thưa quý vị, và San Diego, v.v. Mua cũng như bán, đặc biệt là những thành phố gần như là Houghton Valley. Nhà quý vị có thể bán từ 1 tới 3 ngày. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng cho thăm mắt lưu gọi 714-766-2566. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và trở lại với anh Thẩm Bắt Đạo. Thông Bắt Lương, thưa quý vị. Và một lần nữa trở về lớp điệu chính ngày mai Bắt Đầu sẽ khai giảng một lớp điệu mới đúng giờ tại công ty, thưa quý vị, chỉ có 3 tiếng thôi, 10 giờ đến 1 giờ trưa. Học thì tôi bắt đầu biết rằng quý vị có rất là nhiều nơi học, sinh học đến một công ty có thành quả bán giỏi nhất 15 năm thì cơ hội thành công của chúng ta cũng cao hơn rất nhiều, và thưa quý vị, vậy các anh sinh viên người thì học kỹ sư, người kế toán, nhưng mà được nước Mỹ dạy kỹ sư kế toán nhiều lắm, nhưng các em sinh viên chỉ mơ ước vào trường giỏi thôi, như là Harvard, Stanford, Berkeley, thưa quý vị, học ở trường Thẩm Bắt Đầu cũng giống như là học Harvard của Địa ốc Việt Nam vậy, thưa quý vị. Tiền học phí của họ trả lại hết nữa, ở xa không tới được, vào trường phát lên live Zoom trực tiếp quý vị, rồi thoải mái, thưa quý vị, khi đi thi bài tủ mẫu cho quý vị dạy mỗi cái lần đầu. Tất cả mọi thắc mắc xin gọi về 714-222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 -
Chắc kỳ hàng đoàn xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Tiếp Tiền Lý Tưởng. Kính chúc quý vị có một cuối tuần hạnh phúc. Mọi nhu cầu về đất xin liên lạc với Chắc Kỳ ở số 143831090, 143831090. Chắc Kỳ xin cảm ơn cô Rich mình đã tin tưởng và giao cho Chắc Kỳ bán được đất ở thành phố Whitewater và đóng hồ sơ trong vòng 2 tuần. Chắc trên thị trường nhà thành phố Garo 4 phòng ngủ, hầm tắm rộng 1.000m90 square feet, lot 7.000, giá bán 815.000. Và ở Garo 3 phòng ngủ 870 rộng 7.000m3, giá bán 799.000. Ở Westminster 5 phòng ngủ 2 phòng tắm 75 rộng trên 2.150 square feet, giá bán là 974.000. Ở Anaheim 4 phòng ngủ 2 phòng tắm xoay phía lót 7.300, giá bán 730.000. Ở Santa Ana 4 phòng ngủ 2 phòng tắm 274 phía lót 6.000, giá bán 630.000. Và ở Fountain Valley 6 phòng ngủ 4 phòng tắm rộng 800 xoay phía lót 7.800, giá bán 1.200.000. Và ở Fountain Valley 4 phòng ngủ 2 phòng tắm rộng 1.300 xoay phía 7.200, giá bán khoảng 1.290.000. Ở Tanbit 4 phòng ngủ 2 phòng tắm rộng 1.750 xoay phía lót 1.000, bán 950.000. Và ở Midway City 4 phòng ngủ 2 phòng tắm rưỡi 1.370 xoay phía lót 7.500, giá bán 1.050.000. Và ở Stanton 4 phòng ngủ 3 phòng tắm rộng khoảng 1.900 xoay phía lót 7.200, giá bán 898.000. Và sau đây là 2 unit ở thành phố Stanton, mỗi căn phòng ngủ 1 phòng tắm giá bán 1.099.000. Và Anaheim mỗi 2 phòng ngủ 1 phòng tắm rộng trên 2.000 feet, giá bán 800.000. Và 2 unit ở Westminster, 1 căn 3 phòng ngủ 1 phòng tắm, 1 căn 2 phòng ngủ 1 phòng tắm rộng trên 3.400 feet, giá bán 1.350.000. Và 2 unit ở Anaheim, mỗi căn 1 căn 2 phòng ngủ 2 phòng tắm, 1 căn 4 phòng ngủ 3 phòng tắm rộng trên 3.300 square feet, giá bán 1.550.000. Nếu quý vị biết chi tiết về những list trên hoặc muốn tìm những nơi quý vị yêu thích thì xin đừng ngại gọi cho Chắc Kỳ ở số 7143831090, 7143831090. Chắc Kỳ rất vui khi được phục vụ quý vị trong lĩnh vực mua bán và đầu tư. Chắc Kỳ cảm ơn quý vị nghe chương trình. Chúc quý vị có nhiều thực hành bên gia đình. Xin chào quý vị. Dạ thưa quý vị, building còn đang nhiều office nhỏ cho thuê thưa quý vị, chỉ từ 400 đồng một tháng thôi, gồm tất cả mọi thứ điện nước clean up thưa quý vị. Quý vị không trả thêm đồng nào nữa hết, kể cả wifi included. Quý vị không cần phải ký hợp đồng dài 1 năm 3 năm 5 năm gì hết. Thưa quý vị, ngắn gọn 400 đồng một tháng thôi, một văn phòng lịch sự được quý vị tiếp khách. Tất cả thêm xin gọi Thomas Dow 1800 3714 222 222.
chính cuối. Hãy hãy ngủ, hãy ngủ, hãy ngủ. Và sau đây xin giới thiệu Jack Tân Lê Nguyễn. Bắt đầu, Jack Lê Nguyễn xin kính chào tất cả mọi người đang theo dõi tiếp đài Tiếp Lời Lý Tưởng một cuối tuần thật là tràn đầy hạnh phúc. Bởi vì thời gian có hạn nên hôm nay Jack Lê chỉ gửi ngắn gọn hai căn nhà và một căn tiệm mà thôi. Nhưng mà ở trong còn nhiều những cái listing ở trong quận Cam và ngoài quận Cam. Nếu anh chị nào có nhu cầu về những cái listing ở trong quận Cam hay ngoài quận Cam thì xin liên lạc với Jack Lê ở 714-890-2419, 714-890-2419. Hôm nay Jack Lê gửi đến cho anh chị căn nhà ở Stanton chưa lên thị trường. Nhà này gồm có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 xe garage dưới nền nhà. Diện tích 1.398 square feet, lót đất 6.633 square feet. Khu vực này nhà rất đẹp, hàng xóm yên tĩnh. Ngôi nhà này với giá 749.999. Anh chị nào muốn đi xem ngôi nhà này ở thành phố Stanton thì xin gọi cho Jack Linh để lấy hẹn ở số 714-890-2419, 714-890-2419. Căn nhà thứ hai là ở Anaheim, cũng là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, gara 2 xe, mà cái này là rời chứ không có dưới nền nhà. 1.375 square feet, lót đất là 6.400 square feet. Nhà này nằm hướng đông của Disneyland với giá 745.000, chỉ có 745.000. Khi nào anh chị nào muốn coi về căn nhà ở Disneyland này thì xin gọi cho Jack lên ở số 714-890-2419, 714-890-2419. Và bây giờ một căn cuối cùng là căn tiệm, tiệm tóc ở khu Fountain Valley, thuộc thành nằm trên đường Brookhurst giữa đường Ellis và Talbot. Căn tiệm này còn gồm có 6 stations cho tóc, 3 station làm móng, 4 station làm pedicure và 1 phòng làm facial và waxing. Diện tích 1.200. Tiệm này rất thoáng mát, khách tấp nập tiệm sang với giá 130.000 mà thôi. Nếu ai cần biết về căn tiệm tóc này thì chắc 714-890-2419, 714-890-2419. Bây giờ thời gian có hạn nên Jack Linh xin kính chúc gia đình mình một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc và vui bên gia đình. Jack trở lại anh Thomas. Dạ vâng, và một lần nữa thưa quý vị, tất cả mọi thứ mua bán nhà cửa sang tài sản từ cái cha sang người con vân vân, thưa quý vị đừng ngần ngại gọi tham khảo cùng văn phòng, cả tham khảo hoàn toàn trước khi quý vị vui vẻ giao phó trọng trách đó. Và một lần nữa điện thoại miễn phí dễ nhớ 1-800 tiền lời, quý vị quên số miễn phí đó, có số miễn phí khác nữa, 1-800 tiền lời và số địa phương 714-222 hai thì sáng đến tối mấy ngày một tuần luôn, quý vị không phải chờ qua Sunday, không cần phải chờ qua holiday, quý vị có thể gọi ngay thì sáng đến tối một lần 714-222-222 chứ. Và sau đây xin giới thiệu Tracy La. Dạ Tracy xin cảm ơn Thomas. Dạ Tracy xin kính chào tái ngộ đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình Tiếp Lời Lý Tưởng vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Hôm nay Tracy xin gửi đến quý thính giả cái đầu tiên là cái listing của Tracy ở thành phố Westminster, góc đường Bis và đường Trax. Nhà này gồm có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Chủ nhà đã remodel lại mới hoàn toàn nhà này. 1.140 square feet, lot size là 74. Và nhà này mình có thể xây thêm được cái ADU ngoài sau. Và chủ này đã bớt cái giá cho nhà này xuống là 50.000. Và hiện tại bây giờ cái nhà này trên thị trường chỉ có 825.000. Nếu quý thính giả nào đang có nhu cầu mua nhà ở Westminster để ở thì xin vui lòng liên lạc với Tracy để đi xem nhà này. 714-422-6946, 714-422-6946. Và tiếp theo Tracy có 3 căn nhà off market chưa có lên. Căn thứ nhất ở thành phố Anaheim. Nhà này gồm có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và rộng 1.625 square feet, lot size là 6.050. Nhà này có một cái family room rất là rộng và nhà
sau thì cái sân sau thì chủ nhà đã tráng xi măng lại và rất là gọn gàng đẹp đẽ. Nhà này cũng phải xây theo được cái ADU ngoài sau. Thật sự nói ba phòng chứ cái family room nhà này thì chủ nhà đã có ngay dắt ra đó, coi như cũng là 4 phòng nhưng mà cái tax rate cũng là 3 phòng. Thì nhà này cái giá bán là 890.000, very good condition, gần gốc Catella và Netwood. Và kế tiếp cũng là một căn Anaheim. Đây là một căn nhà nó có 3 địa chỉ trên một cái đất. Nhà này thì nó cái nhà trước, cái nhà chính thì nó 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Và cái Cara thì chủ nhà đã convert lại thành cái một phòng có permit, một phòng ngủ, một phòng tắm. Và giá bán là 985.000. Và tiếp theo chúng tôi cũng có một căn off market ở thành phố Garden Grove ở góc Westminster và Brookhurst. Nhà này thì có bản vẽ cũng xây thêm được 3 căn nữa, tức là tổng cộng 4 căn nhà trên lô đất. Hiện tại cái căn nhà chính này phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.340 square feet. Nhà này cũng đã remodel hết toàn bộ. Và cái nhà trước xây 650 square feet, một phòng ngủ, một phòng tắm. Và cái garage thì được một phòng ngủ, một phòng tắm và có bếp. Sân sau thì hai phòng ngủ, hai phòng tắm, 150 square feet. Giá bán là 975.000. Xin quý khách gọi cho Tracy nếu biết thêm chi tiết. Nhà Tracy vừa mới nêu trên 714-422-946, 714-422-6946. Xin cảm ơn và trở lại với anh Thomas. Dạ vâng, và thưa quý vị, chủ đề discussion ngày hôm nay là for sale by owner. Thưa quý vị, for sale by owner, tại sao quý vị phải đi qua địa ốc, hoặc là tại sao quý vị không mua for sale by owner, hoặc là người chủ nhà tại sao không cần gọi cái địa ốc mà lại cần đi làm for sale by owner. Đúng vậy, mình save được 20-30 ngàn luôn thưa quý vị, nhưng mà được có vài điểm chính trong hoạt động các sở đây là thưa quý vị, for sale by owner, nghề chúng ta ở nước Mỹ này ai cũng có một cái nghề hết thưa quý vị. Ngay cả bây giờ chúng ta có thể xây nhà, chúng ta có thể tự làm được, khai thuế chúng ta tự làm được, cắt tóc chúng ta có thể tự làm được, xe bóng tay chúng ta có thể tự làm được, mà đều không thưa quý vị. Mỗi người một nghề và nó có cái chuyên nghiệp của nó thưa quý vị, nó có cái chủ của nó. Và cái thưa quý vị, cái chữ for sale by owner đó nó rất là nhiều phức tạp của nó, nhiều khi có những cái điều mà không có disclose thành ra là tổn thương bên này bên kia thưa quý vị. Rồi chưa kể nữa, mấy chục phần trăm for sale by owner đều có thể là từ một cái gốc lừa gạt, fraud xảy ra thưa quý vị. Thưa quý vị phải watch out thận trọng. Tại vì cái chữ for sale by owner, tôi sẽ bán cho anh 50.000 rẻ hơn thị trường, đừng kêu địa ốc tới, đừng kêu Tesco tới, đừng kêu agent tới. Cái đó là một cái trap, một cái bẫy thưa quý vị. Đó là một vài điểm trong bắt đầu xin đóng góp cho quý vị. Có thể quý vị có thể nghĩ rằng là Thomas Đào bán địa ốc, thì Thomas Đào nói mình đừng bán for sale by owner. Nhưng mà quý vị nghĩ ra cùng đi, mỗi người một nghề và có cái chiều sâu, cái kinh nghiệm của nó rất là quan trọng quý vị. Xây cho quý vị lọt vô một cái trick gì có thể cả 100.000, 200-300.000 tôi kèm thưa quý vị. Tất cả mọi thắc mắc xin gọi về số miễn phí dễ nhớ 1-800 tiền lời. Và sau đây tao bắt đầu sẽ giới thiệu Lucy Ho. Ok, Lucy xin cảm ơn anh Thomas Tao. Xin chào quý khán giả, lại một tuần nữa Lucy lại gặp quý khán giả ở trên kênh Túp Lời Lý Tưởng của anh Thomas Tao. Và đầu tiên Lucy xin cảm ơn quý khán giả đã gọi vô số điện thoại 714-900-3230 hoặc là 714-900-3230 để ủng hộ Lucy trong thời gian qua. Và để đáp lại cái tấm lòng của quý khán giả thì hôm nay Lucy xin giới thiệu hai căn rất là lý tưởng nha. Căn thứ nhất là ở Anaheim, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm mà rộng tới hơn 1.800 square feet luôn đó quý khán giả. Và cái lot là 7.500 square feet, rất là phù hợp cho những ai mà cần cái lot size rộng để xây thêm ADU đó. Và cái driveway cũng rộng luôn, có thể đậu được rất là nhiều xe. Và giá chỉ có 750.000 thôi. Và căn thứ hai là ở Huntington Beach, có tới 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm mà rộng đến 2.660 square feet mà giá chỉ có 1.398.000 thôi. Nhà 2 lầu có 3 garage, trần nhà cao và có cửa chính là French door. Cái thiết kế nhà này rất là lý tưởng cho rất là nhiều quý khán giả. Và quý khán giả nào mà có nhu cầu, có thắc mắc gì về những cái list nhà này thì xin gọi cho Lucy ở số điện thoại là 714-900-3230, 714-900-3230 hoặc là 714-900-3230. Và
Vì thời gian của chương trình không còn nhiều nên là Lucy xin nhường lại cho các bạn tiếp theo, và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Chúc khán giả một cuối tuần vui vẻ. Dạ vâng, và một lần nữa lớp địa ốc vẫn được tiếp tục. Hay hẳn ngày mai Chủ nhật đúng 10 giờ nha thưa quý vị, đến 1 giờ học có 3 tiếng 8 lần là xong thưa quý vị. Tất cả mọi thắc mắc xin gọi về 714-222-222 chứ hài hước chính cuối. Và sau đây xin giới thiệu Catherine. Em cảm ơn anh Thomas. Good morning everyone. Xin chào buổi sáng đến tất cả các anh chị đang theo dõi đài Túp Lều Lý Tưởng. Đầu tiên thì Catherine chúc mừng gia đình anh chị, anh Minh và chị Ri đã offer mua được căn nhà ở thành phố Anaheim nhé. Và Catherine đã giúp anh chị offer rẻ hơn với giá listing đang bán 10.000 luôn nha quý vị. Và gia đình anh Minh và chị Linh đã vô cùng hạnh phúc khi mua được căn nhà lót đất vuông vức tới 7.300 square feet, có thể thoải mái xây ADU, và living thì gần 1.500 square feet nha quý vị, cho 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, rộng rãi thoải mái cho gia đình ở. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều đã tin tưởng Catherine, và Catherine cảm thấy vô cùng may mắn khi đã mua được nhà cho anh chị nhé. Và hôm nay Catherine có một vài căn nhà sắp sửa có trên thị trường muốn giới thiệu đến cho quý vị. Đầu tiên sẽ là căn nhà với giá đăng bán là 705.000 cho lót đất là 9.448 square feet, gồm có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, với living là 1.160 square feet, nằm ở đường Euclid và đường Bon nhé quý vị. Và căn tiếp theo á, với giá đăng bán là 599.900 nha quý vị ơi, cách đường Beach và Anaheim DMV á, có 3 phút lái xe mà thôi, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, cho lót đất là 7.234 square feet. Và để biết thêm chi tiết về căn nhà này á, thì xin mời quý vị gọi ngay cho Catherine ở số phone là 714-386-0443. Và cái listing cuối cùng mà Catherine muốn giới thiệu đến quý vị đó là căn nhà nằm ở đường Central Avenue, gần con đường Beach Boulevard và Charles Avenue, gồm có 3 phòng ngủ và 2.5 phòng tắm, living là gần 1.500 square feet và lót đất là 7.300 square feet nha quý vị. Đất vuông vức và có thể xây được ADU ở phía sau. Gara và phòng tắm nhỏ là đã xin permit nha quý vị. Căn nhà này đã sửa sang, sơn mới và lót sàn hết toàn bộ. Gara đã được sửa sang và thay lớp sơn chống dầu epoxy, và chủ nhà đã bỏ gần 100.000 để sửa sang và thay mới căn nhà này, nên là gia đình nào mà mua căn nhà này á, là chỉ dọn vào và ở liền nhé. Điều mà Catherine thích nhất ở căn nhà này là căn phòng master rộng rãi, có thể dùng cho thuê và có cái cửa phía sau á, có lối đi riêng hai bên, nên là rất là tiện để dùng cho thuê và kiếm thêm thu nhập hàng tháng nhé quý vị. Giá đăng bán của căn nhà này là 975.000 nhé quý vị ơi, 975.000 mà chỉ dọn vào và ở liền ngay, không cần lo lắng về vấn đề sửa chữa. Hoặc anh chị mà có đi ngang hai con đường chính ở đường Beach và Trash và muốn chạy ngang nhìn căn nhà thì quý vị ghi xuống địa chỉ này nhé, là 8112 Central Avenue Garden Road, hoặc là gọi ngay cho Catherine để lấy hẹn xem bên trong, 714-386-0443 nhé quý vị. 386-0443. Bởi vì thời gian có hạn nên là Catherine chỉ chia sẻ mấy căn nhà này thôi, nhưng mà Catherine vẫn có thể giúp đỡ quý vị tìm kiếm căn nhà nằm ở những thành phố mà quý vị mong muốn. Quý vị có nhà cần bán, xin hãy gọi liền cho Catherine để được định giá nhà miễn phí. Nhà của quý vị sẽ bán nhanh nhất chưa đến 14 ngày. Quý vị muốn xem những căn nhà ở những thành phố khác, xin hãy gọi ngay Catherine 714-386-0443. 386-0443. Catherine rất hân hạnh và cảm thấy may mắn khi được lo cho quý vị. Một lần nữa, số phone của Catherine là 714-386-0443 nhé quý vị. Catherine xin phép trở lại chương trình cho anh Thomas Đào nhé. Dạ vâng, và một lần nữa thưa quý vị, tất cả những vấn đề loan tài trợ khó khăn, cực kỳ khó, xin quý vị hãy gọi ngay cho Thomas Đào thưa quý vị với số điện thoại miễn phí dễ nhớ 1-800 tiền lời. Và sau đây xin giới thiệu Trúc.
Dạ vâng, và một lần nữa thưa quý vị, thì giờ là thời hạn Thomas Dow và các anh chị em nói lời tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp chương trình vào chương trình Túp Lều Lý Tưởng vào tuần tới thưa quý vị. Tất cả mọi thắc mắc về mua bán nhà cửa, chung cư, building, cơ sở thương mại, tài trợ, tái tài trợ, loan khó, thiệt khó, cực kỳ khó, sang nhượng tài sản từ người cha ra người con, vân vân và vân vân. Xin gọi ngay cho Thomas Dow và đồng đạo các anh chị em trong công ty. Số điện thoại miễn phí dễ nhớ 1-800 tiền lời. Quý vị có số miễn phí khác nữa nếu quý vị quên số vừa rồi. 1-800 tiền lời. Và số địa phương dễ nhớ 714-222-2229. Và trong website thomasdow.com. Thành thật cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Một gần mai lại hiện giật quá.